Mình chia sẻ thằng lấy luôn của bà Phan Thị Hơn nha các bạn, tại huyện Tân Hiệp nha. Mới được diễn ra trong một đêm hai ngày, hôm nay là ngày thứ hai ngày kết thúc lễ ăn táng. Thì anh Đắc đã đội mai táng sẽ đến thực hiện chương trình lễ di quan về đôi linh phủ và đi ăn táng tại căn nhà Kinh Ba Tân Hiệp. Đội mai táng thị trấn Long Biên cho hôm quan đăng cúi đầu kính lễ linh cụ. Thân ái chào quý khách và quý vị mặt trong buổi lễ tang ngày hôm nay. Và vừa rồi chúng tôi nhận phía trước thì khánh thanh tang có văn cúng tổ đến xong. Vậy kế tiếp mời đội trưởng của đội mai táng thị trấn Long Biên bước ra để nguyện hương và góp gù cúng tổ. Kế tiếp trân trọng kính mời đại diện gia đình một người bước về trong cái góc buồn cúng tổ. Đại diện gia đình một người ai cũng được hết. Rồi đi sớm rồi hả? Dù tôi nhảy ở đây đăng mà mới rồi khi gọi Nguyễn Đăng hả? Ừ, cũng đăng nữa. Đây. Dân cũng chạm. Chắc khi chị không? Giờ đến phần nhị diện di quan góp buồn cúng tổ.